Ok, và set 2 họ bật ban đi lên. Nick with Mort. Thực ra là bận Nick Mort với Shepard là ba cái ông mà bắt đầu làm YouTube đầu tiên về game này và được PR, vừa được Supercell PR và bây giờ toàn 2 triệu 6, 2 triệu 7, 2 triệu 8 sub. Và bây giờ đã thọt rồi, thọt view rồi. Ok, bây giờ là Anzilip và Jormaster. Ba cái ông YouTuber vừa nói mình vừa nói đó là bây giờ các ba ông buôn đều thọt hết rồi. Tại vì là nội dung của ba ông ấy chẳng có cái mẹo gì mới. Đánh gà. Ủa, là làm caster thì mới vào được vào clan để livestream chứ. Việt Nam không không tầm 100 cá sấp, thực ra không không phải đến một tầm 100 cá sấp đâu mà cần phải có tiếng tăm gì đấy thì nó mới mời. Azilip và Master. Việt Nam bao giờ đánh ạ? Đâu 29 năm nhé. 29 năm. 29 phải là. Ok, quay trở lại với trận đấu thì đây là một clip nháp, nháp thì không có. Nên là hai cái deck kiểu là mirror với nhau thôi. Mirror deck không mirror deck. Ngày xưa khi mà bắt đầu làm YouTube thì thực tế là game đấy game gần như là gọi là bắt đầu đem để năng lên đỉnh rồi, game bắt đầu lên đỉnh rồi và xuống thì bị thoái trào. Anh em còn nhớ anh Ace, anh Ace ngày xưa top top thế giới mà sau đấy lúc còn làm YouTube bắt đầu đi xuống luôn, bắt đầu anh bỏ game đấy đấy. Lúc đầu mình bắt đầu làm YouTube mình ít biết anh đấy và lúc đấy là anh đã bị nghỉ game rồi. Và sau đấy là anh đấy và sau đấy là mình sau đấy là anh xịt vượt sau đấy là được xem được đúng 2-3 trận của anh đấy, thực ra là bán nick chán game của bán nick rồi. Anh ấy là ở bên Nhật. Hello, thank you bro, this is my bro, I love you. Sau đấy là mình làm quen được bạn Chí Phèo là một người giúp mình từ những ngày đầu, từ những ngày đầu mà bắt đầu mình làm YouTube. Những ngày mình bắt đầu làm YouTube thì Việt Nam có cái clan là clan Memory đứng mạnh hàng tốt nào cũng không được mười thế giới sợ. Sau một thời gian mình làm YouTube thì mình bắt chi phèo bắt trong được ác, nhưng mà ngày đấy kiểu là mình cũng chả biết đợt đấy thì vẫn bắt Tali bắt mình chưa lộ mặt đâu. Ngày đó thì có cả tứ final đánh hay đánh giết nhá, kỳ kỳ nó hay lắm. Trận sau Việt Nam gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Hello. Quay trở lại với trận đấu thì nó có cái cách mà xem nhau như thế này thì hiểu.
No, 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 no. Khá là khó cho Vester vì là obstacle. Rồi tận trận sau nhớ anh em xem nhé. Good. Uchiku, Uchiku. Where are you? No, 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 thôi xong. Good game, Azit. Phải nói là Azit là một người đánh phong độ cực cao từ những ngày mình biết, và hiện tại là bây giờ mình đang theo dõi Azit đánh đang hai cái giải lớn. Hai cái giải lớn. Và Azit có phong độ cực cao. Đánh perfect luôn. Thực ra là trận này thì Pháp vẫn đánh được đánh giá cao hơn nhiều, tại vì là có rất những tên tuổi, những cái tên tuổi này nhờ người chơi của Bắc Toremo thì không phải là một người nổi tiếng, không phải là nổi tiếng. Nhưng mà lỡ may là chúng ta sẽ có một làn gió mới từ đây chăng? Khi mà mọi người có để ý trận sáng nay giữa Mỹ và nhớ xem lại cho mọi người. Trận sáng nay của Mỹ và Guatemala là một trận rất hay, rất hay, mình phải nói là rất hay. Mình không biết đội này là nước nào nhưng mà mình cũng rất, nhưng mà họ đánh rất hay. Đấy, Guatemala video mà đánh và đến cho Mỹ phải đánh bắt cả bốn điểm, sau đấy là Mỹ sẽ thắng đội tổng với tỷ số là 3. Nên tôi xin mình ngồi trên công ty xem là đánh hay không. Xem mà xương cả mặt. Ok, và quay trở lại với trận đấu. Dưa hấu à? À, Guatemala đúng không? Ngồi xong rồi. Để đánh thiếp dập của người ta này. Ê. Đánh thiếp dập của nhà người ta, ai đánh nữa? Xem mình phân tích vì sao mình lấy tên hero cho điện tranh. Thực ra là cái chữ M là mình là Mai, họ của mình là họ Mai, còn hero thì là tên là Hùng thì mình cần đặt là như vậy. À, ngày xưa là mình cái nick nhạc của tôi là mình đặt như vậy, và ở trong cái game center mình cũng đặt là như vậy. À, dưa hấu mình kiếp kiểu phát âm mình xem nhau là mình gọi như vậy.
Ok, và ở set thứ ba họ ban Electric Collector và Balloon. 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 Má thường là thằng này đánh kinh quá, đánh đánh như vậy ai chơi đó, chơi làm phát bác không. Với lại thực ra là deck của Azelith nó mạnh quá, nó còn deck của trên của Lava, tại vì là nó có hai con có thể counter được cả ở trên không balloon, hơn nữa là phần flash dam cộng với lại cộng với lại Dark Freeze với lại Freeze đó, nó càng quét tốt ở dưới.